Chào mấy em. Hôm nay mình có bài số 2 của chương hạt nhân ha, là bài độ hụt khối và năng lượng liên kết. Ở bài 1 mình xét gì rồi ạ? Mình xét tính chất và cấu tạo của hạt nhân, đúng không ạ? Đơn vị như thế nào, rồi năng lượng, rồi khối lượng có liên hệ như thế nào, rồi nói về lực hạt nhân rồi, đúng không ạ? Hôm nay mình xét độ hụt khối và năng lượng liên kết. Chỗ này là chỗ quan trọng của hạt nhân đây. À, rồi, đầu tiên mình có độ hụt khối là cái gì đây? Bây giờ nếu mình xét hạt nhân nè, hạt nhân X, Z, A nào đấy, xét hạt nhân X, Z, A tổng quát được chưa? Rồi bây giờ mình gọi MB, MN lần lượt là khối lượng của một proton và một neutron. Bởi vì bên trong hạt nhân này có A hạt tổng cộng proton và neutron, trong đó có Z hạt proton và A trừ Z tức là N hạt neutron, phải không ạ? Đó, rồi MB, MN lần lượt là khối lượng của một proton và một neutron. Vậy nếu như hạt nhân này ban đầu nè, những cái hạt riêng lẻ đó, các proton và các neutron nó chưa liên kết với nhau, mình gọi là khối lượng, tổng khối lượng đó em, của các proton và neutron, khối lượng của các proton và neutron khi chưa liên kết thành hạt nhân X. Khi chưa liên kết thành hạt nhân X, ký hiệu là M0 rồi đó. Nhìn này, từng hạt proton, mỗi hạt như thế nặng MB. Đây, MB là khối lượng một hạt. Tổng cộng có Z hạt thì của riêng proton là Z lần MB. Đấy, đúng không ạ? Rồi. Hết Z proton rồi, phần còn lại chính là A trừ Z. A trừ Z này là tổng số hạt của neutron, mà mỗi hạt như thế nặng MN thì đó là A trừ Z MN. Đó. Như vậy khi chưa liên kết thành hạt nhân X thì tổng khối lượng các hạt này là gồm có Z lần MB cộng A trừ Z MN. Được chưa? Đó. Khi đã liên kết thành hạt nhân X thì mình gọi là khối lượng hạt nhân X này. Khối lượng hạt nhân X khi liên kết lại rồi thì thành một hạt rồi, thì M lúc này là bằng M của hạt nhân X. Được chưa? Đó. Trên thực tế M0 và MX này, M0 và M không bằng nhau, mà cụ thể M0 sẽ lớn hơn M, và từ đó suy ra độ hụt khối. Hụt là thiếu đấy, đúng không ạ? Khối lượng nó thiếu đi là delta M bằng M0 trừ cho MX. Delta M bằng M0 trừ MX gọi là độ hụt khối. Hay viết lại delta M, M0 là Z lần MB cộng cho A trừ Z
MN trừ cho M của hạt nhân hạt nhân x tổng khối trên lệch khối lượng, phải không ạ? Thầy lấy ví dụ bây giờ hạt heli 24 đó, hạt heli 24 khi đã liên kết lại thì tổng khối lượng của nó nè, ở trong đây có hai hạt B và hai hạt N, tổng nó rồi bây giờ tách ra đấy, tách bốn hạt này ra thành hai hạt B riêng lẻ, hai hạt N riêng lẻ, phải không ạ? Thì cần tốn một cái lượng delta E nào đó ở đây, đúng rồi. Mà theo anh Tâm thì E bằng MC bình, phải không ạ? E bằng MC bình là hệ thức của anh Tâm giữa năng lượng và khối lượng đấy. Thì tốn cái delta E đã tách ra này, gọi là năng lượng tối thiểu cần thiết, năng lượng tối thiểu cần thiết để tách hạt nhân này ra đó. Cho nên ở đây năng lượng đó chính là năng lượng liên kết hạt nhân, em nhìn đây, năng lượng liên kết, thầy ký hiệu chỗ này thì giống sách giáo khoa WRK, năng lượng liên kết à, delta E bằng WRK đấy, nhìn đây. Delta E bằng WRK. Rồi giờ này, năng lượng liên kết hạt nhân là năng lượng tỏa ra khi kết hợp các nucleon thành hạt nhân. Nhìn này, năng lượng liên kết chính là bằng delta E, mà delta E thì bằng là delta M nhân C bình, chính là độ phục tổ. Hay suy ra delta M viết lại là Z lần MB cộng cho A trừ Z MN trừ cho khối lượng của hạt nhân X nhân cho C bình đó. Năng lượng liên kết tỏa ra khi kết hợp các hạt riêng lẻ này thành một hạt nhân X, kết hợp lại tốn năng lượng, tốn năng lượng đúng không ạ, tỏa năng lượng bên ngoài ra, năng lượng mất mát đi, năng lượng mà mất mát đi thì chắc chắn khối lượng sẽ giảm, đúng không, đó mới là độ của khối, đồng ý không? Vậy khối lượng mà giảm đi đó nguyên nhân là do năng lượng tỏa ra khi liên kết các nucleon lại với nhau, được chưa em? Đó. Ở đây năng lượng cần để tách ra hạt nhân này lấy cụ thể thành các nucleon riêng lẻ, tách ra bao nhiêu thì liên kết lại sẽ bằng bấy nhiêu. Cho nên năng lượng liên kết hạt nhân còn gọi là năng lượng tối thiểu để phá vỡ hạt nhân. Cần bao nhiêu để liên kết thì cần bấy nhiêu để phá vỡ. Được chưa? Đó. Đây là năng lượng liên kết hạt nhân, là năng lượng kết hợp các nucleon tạo thành hạt nhân. Nó tính cho A hạt, đúng không? Tính cho A hạt.